Nhạc ơi, Út Nhạc. Ủa ai vậy? Anh Minh nè. Anh Minh, trời ơi lâu lắm rồi em mới thấy anh Minh về thăm quê á. Dạo này Út lớn quá nha, anh nhìn không ra luôn á. Anh Minh thấy à, em có dễ thương không? Đẹp quá trời luôn nè. Sao em nói đi, anh nghe nè Út. Ra Duyên này là đám cưới em. Hả? Đám cưới Út Nhạc hả? Anh không chịu đâu. Thôi, tụi mình không thành thì mình làm bạn. Có gì anh quan chung vui với em nghe.